Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một người đàn ông 27 tuổi bị bắt giữ vì bị tình nghi dùng gậy bóng chày đập vỡ các cửa sổ kiến màu tại một nhà thờ ở miền Nam California vào cuối tuần trước. Linh mục Paul Capes tại nhà thờ Christchurch by the Sea ở thành phố Newport Beach cho hay cảnh sát đã gọi cho ông vào sáng Chủ nhật vừa qua để loan báo về vụ phá hoại này. Linh mục Kepet cho hay nghi phạm đã đập vỡ các cửa sổ và cửa ra vào bằng kiến màu do một thành viên của nhà thờ quyên góp nhiều năm trước đây để vinh danh những người thân yêu của họ. Vì linh mục này ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại có thể lên tới 100.000 Mỹ Kim. Nghi phạm là một cư dân của thành phố San Dimas đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật và người này có thể sẽ phải đối mặt với tội danh phá hoại tài sản nghiêm trọng. Cảnh sát chưa cho biết nguyên nhân của người này tại sao ông ta lại đập vỡ cửa kiến như thế. Theo Linh Mục Kaipa cho hay, người đàn ông kia không có bất kỳ mối liên quan nào với nhà thờ. Vé Mega Million trị giá 476 triệu Mỹ Kim bán ở New York. Một người may mắn đã mua được vé số độc đắc Mega Million trị giá 476 triệu Mỹ Kim ở Queens vào ngày 14 tháng 4. Giải độc đắc 476 triệu Mỹ kim đến chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi một người ở Maine trúng giải độc đắc 1,35 tỷ Mỹ kim và 5 tháng sau một người California đã giành được giải xổ số, số lớn nhất từ trước đến nay, giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ Mỹ kim vào tháng 11 năm 2022. Theo Associate Press 9 trong số 10 lần trúng sổ số, số lớn nhất, gây chú ý đều đã xảy ra kể từ năm 2017. Giải thưởng trị giá 476 triệu Mỹ Kim là giải thưởng lớn thứ 13 trong lịch sử Mega Millions và là giải độc đắc lớn nhất chưa từng có trong tháng 4. Hai vé trúng thưởng khác cũng đã được bán vào hôm 14 tháng 4 tại Indiana và Massachusetts. Mỗi vé khớp với 5 số để giành được 1 triệu Mỹ Kim. Bốn vé khác khớp với 4 số cộng với Mega Ball để giành được 20.000 Mỹ Kim. Giá độc đắc ngày càng tăng có thể là do những thay đổi gần đây do các cơ quan quản lý của cả Powerball và Mega Million. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2015, Powerball đã tăng số lượng quả bóng bên trong chiếc cốc quay lên 10, làm giảm tỷ lệ trúng giả độc đắc từ 1 trên 175 triệu xuống còn 1 trên 292 triệu. Hai năm sau, các quan chức của Mega Million đã làm theo giảm tỷ lệ cược jackpot từ 1 trên 258,9 triệu xuống còn 1 trên 302,6 triệu. Trang web của trò chơi đã cho biết. Thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Một nữ sinh gốc Việt thắng giải toàn nước Mỹ về biến đổi khí hậu. Một nữ sinh mang tên Ashley Nguyễn tại trường trung học Westminster, tiểu bang California đã giành được giải nhất của cuộc thi dành cho học sinh trung học toàn quốc với dự án trồng cỏ để giúp ngăn cản tình trạng xói mòn của bờ biển. Cô bé Ashley Nguyễn là học sinh lớp 12 của trường trung học Westminster đã giành được chiến thắng trong cuộc thi thử thách khí hậu Battle với dự án mang tên Seed Bomb, có nghĩa là bom hạt giống là một phương pháp giúp gia tăng khả năng nảy mầm của loại cỏ lương tức là eelgrass, nhằm chống lại tình trạng xói mòn dọc theo bờ biển của tiểu bang California. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức kêu gọi các em học sinh hãy nghiên cứu những tác động của các hiểm họa liên quan khí hậu trong cộng đồng, sau đó phát triển kế hoạch giảm bớt tác động của chúng đối với môi trường. Bà có trụ sở tại Columbus, tiểu bang Ohio, là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm gia tăng việc giáo dục STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, về các giải pháp trong các lĩnh vực như là sinh học, hóa học, vật liệu tiên tiến, kỹ thuật và khoa học, dữ liệu, vân vân. Trước tình trạng mực nước biển dân cao được dự đoán sẽ làm xói mòn 2 phần 3 bờ biển của tiểu bang California trong một 500 năm tới đây, cô bé Ashley đã lên ý tưởng cho dự án bom hạt giống nhằm phát triển loài cỏ lươn đóng vai trò là vùng đệm tự nhiên cho thực vật và trầm tích dọc theo bờ biển với việc giành được giải nhất thì cô bé Ashley đã mang về khoản tài trợ trị giá tới 5.000 Mỹ kim cho nhà trường Bên cạnh đó, cô bé Ashley sẽ tham gia kỳ thực tập được trả lương vào mùa hè năm 2024 tại Battelle để tiếp tục nghiên cứu về khoa học khí hậu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.